Vô kẹo. Vô kẹo. Vô kẹo chưa? Vô. Mốt làm bấm chuông nữa nè. Ngồi đây bấm chuông vô. Ủa sao chị kêu hay à? Đứng đó đóng cửa sao nghe được. À nó vàng hả? Ngồi lại đường thôi, khổ kìa. Hôm nay em khổ quá. Hút trà đá quá. Đây. Bằng từng ok. Ok. Thế à? Ờ, cà phê. Em ngồi kéo khách luôn ha. Quay cho chị Hồng đồ coi chứ. Chỗ ngồi bên trong mát lắm anh. Máy lạnh nha, máy lạnh mát lắm. Chị đi về vườn rồi, vườn cắt cà phê rồi. Về farm của chị rồi. Không, quán chị là khách vãng lai được nữa. Qua mình ngồi đâu thấy chị đâu ta? Qua còn đây mà. Qua lúc chị ngồi đây một xíu cái chị đi mà. Làm bào nhiều quá. Quên luôn. Trong mới lạnh rồi, mát mẻ. Mình muốn ngồi ngoài mà hít bụi rồi, giống như anh Thành là hít bụi. Hả? Sáng cà phê đồ coi làm vườn rồi. Thấy không? Đó, tưới cây rồi. Im chứ. Ừ. Rồi mấy cô mấy chú rồi tới cây rồi. Ôm cà phê. Ở ngoài thì có thể ngồi phía ngoài. Thích ngồi ngoài đó không? Ừ. Trên không khí như là lạc nè. Lên nè. Đó là một bậc đây là cũng được là ngồi ngoài luôn. Nhưng mà ngồi có cái mái che. Có cái ban công trên đó thì mở cửa vô đó là ra đi ra nè đó, trong là không gian văn phòng rồi đó, nó tiếng là già đau nữa. Không điện thoại được ra máy lạnh đâu các kiểu ổ cắm rồi cắm điện thoại máy. Chính
Ở chỗ đầu xe rồi im tha hồ uống cà phê khách kinh Đà Lạt hay lắm còn khách máy lạnh thì vô trong hai cửa hẳn đón lên xe đi, lên xe đi bốc gạch nơi bàn chuyện chơi thôi giờ lên xe đi bốc gạch Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau, nhớ like đăng ký hãy tiền ủng hộ chiếc xe tiền dừa và xe tiền, bye bye.